Thầy ơi, thầy ơi, sắp tới ngày thi speaking rồi mà em chưa có biết từ nào luôn á thầy. Thầy cách nào chỉ em không thầy? Thầy ơi, tập trước em có coi bản phát âm IPA á, phát âm của em đã khá hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà em không biết làm cách nào để mà dùng từ vựng trong câu á. Phát âm của em cứ bị bập bẹ thầy. Thầy có cách nào chỉ em không? Dạ thầy ơi, em vẫn chưa biết cách sử dụng từ vựng và speaking á thầy. Thầy có thể ra tập mới được không? Được thôi, ở trong tập này thầy sẽ chỉ cho các bạn một tuyệt chiêu hoàn toàn mới. Đó chính là Learning 523. And now, let's get started. Lỡ đầu tiên phù hợp với những bạn bị mất gốc. Đối với những bạn học lâu rồi thì chúng ta phải tiếp thu một số lượng từ vựng rất là lớn đúng không nào? Có thể lên đến hàng chục, hàng trăm từ trong khoảng một thời gian rất là ngắn, cùng với kết hợp với một lượng kiến thức về ngữ pháp vô cùng phức tạp. Vậy thì với phương pháp này sẽ giúp chúng ta tiếp thu với một số lượng từ vựng ngữ pháp một cách khoa học hơn, bằng cách chia nhỏ số lượng từ vựng theo ngày, 5 từ một ngày cùng với 3 ngữ pháp cơ bản: hiện tại, tương lai và quá khứ, để giúp chúng ta hình dung rõ hơn cách vận dụng những từ vựng nè khi ráp vào trong câu để chúng ta luyện nói speaking. Lỡ số 2, nói không với nỗi sợ từ vựng. Các bạn biết không, trong quá trình thầy đi dạy thì gặp một nỗi sợ chung của các bạn học viên, đó chính là vocab phobia, nỗi sợ từ vựng. Đúng vậy, các bạn phải học nhồi, học nhét hay không có một phương pháp học từ vựng nào hiệu quả hết. Cho nên khi các bạn luyện thi speaking, các bạn gặp một tình trạng chung như sau, đó chính là nói ấp a úng nè, nói ngập ngừng, quên trước quên sau, có khi còn lẫn từ này sang từ khác nữa cơ. Với phương pháp này, không chỉ giúp các bạn giảm tải số lượng từ vựng mà còn giúp các bạn xây dựng một chiến lược kế hoạch ngay từ khi bắt đầu, đó chính là bích tiểu thành đại, hiệu nôm na như xây một ngôi nhà từ vựng từ phần móng vậy đó. Đồng thời thầy cũng tin rằng phương pháp này cũng sẽ khơi gợi lại cho các bạn niềm đam mê yêu thích với bộ môn tiếng Anh nữa đấy. Lợi ích cuối cùng, đơn giản hóa ngữ pháp khi nói. Bạn thân thầy đã áp dụng phương pháp này và tối giản cách hiểu và cũng như truyền tải cho tất cả các bạn học viên tại Anh ngữ Max Hoa. Và đúng như dự đoán, các bạn học viên đã cởi bỏ được nỗi sợ với hai chữ boring mà bấy lâu nay khi các bạn học ngữ pháp đấy. Không chỉ giúp cho các bạn học viên có góc nhìn khác về ngữ pháp mà còn giúp cho các bạn có khả năng tiếp cận với ngữ pháp một cách tự nhiên và thoải mái nhất, bằng cách đặt 3 câu với 3 thì cơ bản: hiện tại, quá khứ, tương lai với 5 từ vựng mà các bạn học mỗi ngày nữa nhé. Vậy thì vừa rồi thầy đã chia sẻ cho các bạn khái niệm với phương pháp Learning 523 rồi đúng không nào? Nếu như các bạn muốn biết cách áp dụng phương pháp này thì hãy đón xem tập sau của Master Spoken English nha. Còn bây giờ thì see ya. Miss Hoa giao tiếp, tiếng Anh là chuyện nhỏ.